vừa muốn điều trị thâm nâu và vừa muốn điều trị thâm đỏ thì chúng ta nên sử dụng hóa chất nào? Hello mọi người, Linh tin chắc rằng là ai chúng ta cũng biết đến vitamin C. Nó có cái khả năng là giúp cho chúng ta có một cái nền da đủ đều màu cũng như là chống oxy hóa, chống lão hóa cho chúng ta rất là tốt. Nhưng vitamin C thì sẽ không có tác dụng khi mà chúng ta muốn điều trị những cái vết thâm đỏ, nhất là những cái bạn có vấn đề về mụn. Đó thì sau mụn đấy thì mọi người rất là hay có những cái vết thâm đỏ. Thì mình muốn giới thiệu với các mọi người một trong những hóa chất vô cùng tốt để giúp mọi người vừa có thể điều trị thâm nâu và vừa có thể điều trị cả những vết thâm đỏ nữa. Và hoa hậu của chúng ta ngày hôm nay đó chính là MDSP Prime của nhà Matidum. Và nếu mà mọi người theo dõi tiết lộ Linh thì mọi người thấy rằng Linh luôn luôn để ý rất là kỹ đến những cái thành phần có mặt ở trong sản phẩm để review cho mọi người. Thì bản thân ở trong cái MDSP này nó sẽ có 5% cái vitamin C hoạt động. Cái thứ hai là nó sẽ có 3% cái tranexamic acid, là một trong những cái hóa chất mà Linh vừa mới nói ở trên. Đó chính là nó có thể vừa điều trị các cái vết thâm nâu và vừa có thể điều trị những cái vết thâm đỏ cho mọi người nữa. Và có một điều mà Linh rất là thích từ các cái loại ampoule của nhà Matidum, đó chính là nếu mà mọi người mở ra thì mọi người sẽ thấy là đầu tiên là em sẽ có một cái mở nắp nhá, tí nữa hoặc là ngày mai thì Linh sẽ quay cho mọi người về cái cách hướng dẫn cái việc là chúng ta sẽ mở làm sao được cái loại ampoule của Matidum. Cái điều thứ hai mà Linh thích đó chính là các cái ampoule của nhà Matidum thì đều được thiết kế ở trong những cái dạng ống thuốc. Cái điều này nó sẽ có thể là mang đến những cái sự đặc biệt vô cùng, nó khiến cho cái ống thuốc này của chúng ta này, những cái hóa chất mà chúng ta sử dụng ấy, nó sẽ luôn luôn được bảo vệ và nó sẽ không bị hỏng hoặc là nó sẽ không bị oxy hóa. Đây thực sự là một trong những cái Linh thấy rằng là nó là những cái ưu điểm rất là lớn của nhà Matidum. Và nếu mà mọi người chưa có em nào vừa điều trị vết thâm nâu cũng như là vết thâm đỏ thì mọi người có thể thử ngay cái MDSP của nhà Matidum này nha. Đồng thời thì cái cách sử dụng cái serum này cùng với những sản phẩm mà mọi người đang có ở nhà cũng vô cùng là dễ dàng. Nhưng nếu trong trường hợp là mọi người chưa biết cách ứng dụng nào đó thì mọi người hãy nhắn tin ngay cho Skin Master để được hướng dẫn kỹ hơn nhé. Hẹn mọi người ở những video sau. Bye bye.